Xin chào anh chị, em xin giới thiệu đây là cái máy ép cam Schuster hàng Việt Nam. Máy ép cam này là 4,5 kg. Bây giờ em sẽ khui phần. Lưu ý khi sử dụng là cần phải bạn chặt cái tay cầm, siết thật chặt để tránh tình trạng bị tuôn ren. Như tất cả các dòng máy ép cam bằng tay khác thì lúc nào mình sử dụng cũng sẽ cần phải có một tay lựng và một tay ép để mình có lực để ép. Bây giờ em sẽ ép thử. Giấy không có hạn, cái này kích thước của nó bằng một quả quýt á, cũng ép thử vào máy.